Vâng, ở đâu xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và tiếp tục một lô hàng VIP cao cấp nhưng giá bình dân phụ anh em. Đó thương hiệu AD. Nói thương hiệu AD của Đức có biết rồi. Và sử dụng driver của nó là sử dụng bát chép nhập khẩu từ Ý bác nhá. Cực kỳ chất lượng. Hàng về tuyệt đẹp luôn. Đây, cái vết trắng kia là vết bẩn đúng nhá. Vết bẩn về em chưa vệ sinh đâu ạ. Hàng quay mộc về, hôm nay có vừa thuê thợ bốc xong. Anh nhân viên nghỉ hết buổi tối chiều nên thế đợi bốc có bữa là tổng cộng là 60 đôi phục vụ các bác anh em. Model là AD12 công suất của 330 là 450W. Nếu thì 330 công suất 450W là rất là lớn luôn nhá, cực kỳ lớn luôn, ở 8 ohm giải xuống cực kỳ sâu này, 42 đến 20.000 Hz xuống rất là sâu, độ nhạy đến 126 dB. Đấy, của Get Money đúng nhá. Và những sản phẩm của dòng của Đức này thì bác nhìn tất cả sự ốc của ốc lục và nó sẽ có mã số đi bác biết bằng tay đây nhé, tất cả luôn, nó giống như các quả xúc Koda hôm trước em về ấy. Đấy. Đấy, mình hướng mình em chưa quay ruột với dòng này thì anh em đã bán rồi, các bác đã bác đi rồi, anh em đã bán rồi. Đây là tháo ở ba sàn này, biết ti tháo ốc này. Đây là bát 25 thì về ít hơn các bác nhé. Nặng quá, để nó quay đã. Một mình làm các bạn. Đây. Em quay ở đây hậu con bát 25 này đi cho dễ nhìn. AD bát 25 mã con này là AD M10 các bác nhá, AD M10. Đấy. Công suất 300W, độ trở 8 ohm, độ nhạy 123 dB, độ nhạy cực kỳ cao. Cái loa này rất là nặng nhá, từ lớn lắm các bạn, từ cực kỳ lớn. Nên nó rất là nặng luôn, B rất là mệt. Thì biết thì những dòng loa này là dòng loa cực kỳ chất lượng mà phân khúc tầm tiền. Cái điều quan trọng là lô rất là lớn, tổng 60 đôi là hiện tại em đang là người nắm giữ lô lớn nhất. Và thông báo trên kênh anh em là ngày mai bên Hiếu Minh sẽ về mười mấy đôi loa Lexo PS10 R2 để phục vụ anh em. Thời điểm này em về toàn hàng cao cấp thôi. Mà hàng cao cấp lại số lượng nhiều chứ không phải một vài đôi đâu nhá. Như vậy thì các bác mua hàng mới đây, các bác chỉ gõ trên Google thôi. Bác chỉ gõ đây. Để em thoát ra nhá. Đấy, bác chỉ gõ chữ gì? Loa AD thôi. Là biết thế này. Cái thương hiệu này. Bác nhìn này, bát 8 inch nhá, bát 20 thôi, nhỏ đã 18 triệu rồi. Bát này, bát 15 này 54 triệu này. Đây. Đây mình vào một gọi là showroom này. Thì đối với con AD10 này, hiện tại bên thị trường đối với hàng mới anh em mua là giá là 24 triệu gần 500 ngàn đồng. Đấy nhá, đấy người ta còn giảm giá rồi các nhá. AD10 này, đấy. Còn AD12 là bát 30 là gần 30 triệu đồng. Chút xót 30 triệu đồng nếu người ta giảm giá rồi nhé. Đấy nhá, đây là chỗ shop rẻ nhất rồi đấy. Các bác phải check. Thì hiện tại hôm nay em về cái lô trong tình trạng siêu lướt, siêu đẹp này. Phục vụ anh em với mức giá cực kỳ tốt các bác nhá. Thì cái mức giá này vì hôm qua là ngày sinh nhật của đơn vị Hiếu Minh Lô. Không phải sinh nhật em mà là sinh nhật cái cửa hàng là từ ngày làm đến nay là 7 năm rồi phục vụ anh em. Là tròn 7 tuổi. Thì em Hiếu Minh xin phép là sẽ bán áp dụng trong vòng... Vì lô này nó không có nhiều để mới bán trong 5 ngày liền. Thì em bán trong 2 ngày thôi ạ. Trong 2 ngày các bác anh em có thể check trên YouTube anh em bán dòng này vừa mới anh em cách đây 1 tháng em thấy một số anh em bán là giá đã 12 triệu một đôi. Giá chưa bao ship. Thì hôm nay em Hiếu Minh bán cho anh em với mức giá là 11 triệu đồng một đôi. Bát 30. Bát 25 là 7 triệu đồng và chỉ áp dụng trong 2 ngày thôi nhá. Ngày hôm nay em quay và tối nay em live stream tiếp, em chỉ áp dụng trong 2 ngày là hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 thì áp dụng cho anh em đến hết ngày mùng 4 tháng 10 đi. Tại vì hôm nay coi như không tính. Hết ngày 4 tháng 10 coi như hết lô lại được không hết được thì đấy, giá rất là ok rồi. Là các bác mua những đô la đẹp tuyển chọn này với mức giá nó êm hơn đến 60-70% rồi là cái điều tuyệt vời. Hiểu nhá. Tổng 60 đôi, bát 25 em có mười mấy đôi thôi, còn bát 30 là chính. Và hết 7 triệu đồng với cả 11 triệu đồng là em chỉ áp dụng trong 2 ngày. Còn nếu hết 2 ngày là em sẽ quay về giá mức giá bát 30 là 12 triệu đồng. Bát 30 em sẽ quay về mức giá 13 triệu đồng nếu sau 2 ngày. Vì là giá nó bán xả đến ngày sinh nhật thôi. Và bát 25 sẽ tăng lên 500 ngàn đồng là còn 7 triệu rưỡi. Đấy, thông báo rõ ràng cho anh em trên kênh nhá. Vì bất tỷ từ giờ đến Tết nó chỉ còn có vài tháng thôi, 2 tháng rưỡi 3 tháng nữa thôi. Nó không còn thời gian nhiều đâu. Những lô loa chất như này các bác nhanh tay sắm cho mình. Đấy. Với tầm tiền này anh em chỉ mua được vụ như với tiền em đang bán đây. Các bác anh em chỉ mua được những đôi loa OEM bình thường thôi. Hoặc đôi loa hàng mới, hàng dựng, hàng ráp thôi. Chứ không để mua đôi loa xịn này được. Đôi loa nhập khẩu này được.
đồng loa của Đức có nhá, AD. Đấy, thông báo anh em trên kênh, anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ đơn vị Mua Đô nhá, một clip nhá hình. Thì em có một chắc cuối lô em sẽ một đôi thanh lý, vì bên kia ấy là một đôi là nó không có căng, kia người ta cho em thì cuối lô mới thanh lý nhá. Đấy, người ta thông báo rồi, người ta một đôi không có căng này em bán thùng với phân tần với tép, nhưng người ta có được một đôi tép thì có đúng một đôi thôi, bán 25. Đấy thì một cuối lô em sẽ thanh lý cho anh em một đôi 25. Đấy, biết trước luôn để thông báo anh em trên kênh. Và xin lỗi, chào tạm biệt tất cả bác nhé.